nhà thờ và tu viện Thánh Phêrô Clave thuộc dòng tên, các cha đến thành phố Cartagena từ năm 1604 và thánh đường này ban đầu được dâng kính Thánh Ignacio Loyola. Ngoài giá trị lịch sử, thánh đường này còn được coi là một trong những kiến trúc nghệ thuật của thành này thời thuộc địa. Sau khi các cha dòng trên bị trục xuất khỏi đây, nhà thờ và tu viện được giao cho dòng bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa. Các cơ sở này được dùng làm nhà thương, rồi sau đó trở thành một trại lính. Cho đến năm 1888, đức cha Eugenio Biffi, giám mục giáo phận Cartagena, phục hồi được và trùng tu toàn bộ thánh đường và tu viện. Nhà thờ được đổi tên thành Thánh đường Thánh Phêrô Clave. Linh mục thừa sai dòng tên người Tây Ban Nha, người đã tận tụy bênh vực những người nô lệ và quen được gọi là tông đồ những người da đen. Cha Clave được Đức Giáo Hoàng Leo XIII phong hiển thánh cùng năm 1888 và hài cốt của ngài an nghỉ tại bàn thờ trong thánh đường. Năm 1989, dòng tên phục hồi được nhà thờ và tu viện, và để duy trì gia sản của Thánh Phêrô Clave, tu viện trở thành nhà bảo tàng và phòng của thánh nhân trở thành một nhà nguyện nhỏ. Ngày nay, nhà bảo tàng đón nhận nhiều di vật khảo cổ với những đồ nghệ thuật có từ thời tiền Colombia, thời thuộc địa và nghệ thuật dân Mỹ Châu gốc Phi Châu. Khi đến trước nhà thờ Thánh Phêrô Clave vào lúc giữa trưa, Đức Thánh Cha đã được cha giám tỉnh dòng tên đón tiếp và ngài đứng tại bục cao để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng trăm người hiện diện.
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắc đến sự tích ảnh Đức Mẹ Chiquinquirá bổn mạng Colombia. Trong một thời gian dài, ảnh này bị bỏ rơi, bị phai màu, bị rách và lủng lỗ, bị coi như một mảnh vải cũ và không được kính trọng. Bây giờ, một phụ nữ đơn sơ, người đầu tiên tôn kính Đức Mẹ Chiquinquirá, tên là Maria Ramos, nhìn thấy nơi ảnh Đức Mẹ một cái gì khác. Bà can đảm và tin tưởng đặt ảnh Đức Mẹ bị hư hỏng ấy tại một nơi riêng và trả lại cho ảnh phẩm giá bị mất. Bà biết tìm kiếm và tôn kính mẹ Maria bồng Chúa trong tay mà những người khác coi là không có giá trị và vô ích. Đức Thánh Cha nhận xét rằng Chúa dạy chúng ta qua những tấm gương của những người khiêm tốn, những người chẳng đáng kể gì. Ngài cũng nhắc đến tấm gương của Thánh Phêrô Clave, hàng ngày đợi tàu chở những người nô lệ từ Phi Châu tới Cartagena, là chợ chính buôn bán nô lệ ở tân thế giới. Nhiều lần cha không thể nói với họ vì ngôn ngữ khác biệt, nhưng cha biết dùng ngôn ngữ bác ái và từ bi mà mọi người hiểu được. Quả thực, Đức bác ái giúp hiểu chân lý, và chân lý đòi phải có những cử chỉ bác ái. Khi cha cảm thấy kinh tởm đối với người nô lệ ấy, thì cha hôn các vết thương của họ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ngày nay tại Colombia và trên thế giới, hàng triệu người còn bị bán như nô lệ, hoặc là họ phải đi ăn xin một chút tình người, một chút sự dịu dàng, tìm đường biển và lên đường vì họ đã mất tất cả, để có thể bắt đầu lại từ phẩm giá và các quyền của họ. Đức Mẹ Chiquinquirá và Thánh Phêrô Clave mời gọi chúng ta làm việc cho phẩm giá của mọi anh chị em chúng ta, nhất là những người nghèo và những người bị xã hội gạt bỏ, những người bị bỏ rơi, người di dân, những người phải chịu bạo lực và bị buôn bán. Tất cả đều có phẩm giá và là hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Tất cả được tạo dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Tất cả đều được Đức Mẹ ẵm trên tay như những người con yêu quý. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha tiến vào thánh đường để cầu nguyện và gặp gỡ khoảng 300 người da đen được các cha dòng tên giúp đỡ, rồi Ngài gặp riêng 65 tu sĩ của dòng tại đây.
¿Qué precio viene? La mediana.